Cái này là quá là khó mặc luôn. Em có một cái duy nhất là một cái màu đó. Nâu sô cô la. Người ta hay gọi nôm na là màu nâu. À, tục với mọi người. Một bên có dây mà một bên không có. Sao? What the fuck? Trời ơi, cái quân què dĩ dây ba. Hello mọi người, chào mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Bruh, what the hell? Và hôm nay Tiên sẽ làm một cái video như mọi người đã request rất rất là nhiều. Đó chính là video Shopee Haul. Nhưng ngày hôm nay không phải là Shopee Haul mà Tiên mua, đó chính là lần đầu tiên Kao trải nghiệm mua sắm trên Shopee. À đúng rồi, thường Kao sẽ không bao giờ mua đồ ở trên Shopee. Tiki hả? Yeah, mua ở Tiki nhiều hơn. Nhưng lên Shopee thì thấy cũng khá là nhiều món thú vị dành cho Tiên. Đâu rồi, nhưng mà cái đống đồ để cho tớ, em quên mất. Em chưa có mở luôn mọi người. Đây là những món mà Kao mua cho Tiên thì em chứ anh mua tổng cái đống này là hình như tầm 1 triệu á. Đúng rồi, tổng tiền ship luôn là gần 1 triệu. Bây giờ Tiên sẽ try on haul Shopee, mình sẽ xem coi là cái style của Kyle có ok không nha mọi người. Let's go. À đâu, sao nó nhìn nó ít quá vậy? Nhưng mà Kyle thấy nhìn nó cũng được. Nên bây giờ Tiên sẽ mặc với bộ đầu tiên nha. Let's go. 2 very boring minutes later. Trời ơi, một legging hả? À, không phải legging. Ủa sao nó dễ quá vậy? Không đúng. Legging mà. Lúc gì vậy? Lúc mà Kyle mua á, nhìn trên hình á, Kyle tưởng là quần jean. Tại vì nó là quần ống, ống xoạ, ống rộng ở dưới á, Kyle tưởng là jean. Rồi thì nó giãn chứ mẹ. Rồi thì nó giãn chứ mẹ. Ok, bây giờ tụi mình sẽ mở tiếp những cái món. Cái gì vậy? Chắc em mặc cái này với cái áo này nha. Không, đây mọi người, mày có phối thử cái bài bộ. Anh phối cái gì anh còn mấy mũi gì cho em nữa hả? Wait, it's easy to... No. Đẹp à? Hey. Ủa? Sao anh mua size M vậy? Em có bự lắm, nó là M đâu. Ủa không, mi mua size nhỏ nhất hết á. Nghĩ cái này là cái nhỏ nhất. Cũng hợp mà. Không, đẹp mà. Cái gì đó anh cười? Lại mua cái quần này đó mọi người. Quần chó rồi, Cao không quên đeo cái đầu nào đâu mọi người. Kêu nói rồi, kêu không thích con gái mặt đậm. Tớ lòng dữ vậy. À không, cái này là có cái đậm nha mọi người. Kêu có. Kêu có một cái đậm. Thôi đi, lòng gì ghê quá hả? Ở như cái đậm chống nắng vậy, anh sờ phải đi. Không mà. Mọi người. Anh nói mua cái gì vậy? Đẹp à. Em nghĩ mặt cái này đẹp luôn hả? Ngu dốt. Baby, tại vì lúc mà Kao mua đồ á thì có những cái hình mà mẫu mà thì Kao thấy. Anh ơi, cái này em mặc vô em thử cũng thành rồi á, không ôm rồi đó. Kao thấy mẫu mặt rất là đẹp mà mẫu tướng cũng nhìn như Tiên nữa. Nhưng mà Tiên chưa thử nên Tiên chưa biết được. Ok mọi người, để mọi người xem nha. Rồi, anh mua áo không, không mua quần gì cho em luôn á. Đó, hai cái quần đủ khối rồi ba. Đây, một cái áo trắng, cái áo màu tím. Sao cái áo này nó giống nhau, không có cái size nào khác luôn á. Cái áo màu xanh đó, rồi cái quần quần chiến lấy kiện rồi quần chó cơ với một cái đầm. Bây giờ anh muốn phối nào trước đi, anh chọn luôn, anh là người phối luôn. Em không có nói. Em, anh là người phối hả? Đúng, em có biết. Bây giờ anh mặc bộ này trước đi. Mặc bộ này tốt hài để ngủ. Bộ đầu tiên style. Many minutes later. Trời ơi, cái đồ nửa đồ quá đẹp. Bạn là nhất, bạn là nhất. Bạn là nhất. Cái quần này nó không phải là quần jean cho anh đó mà. Tiên sẽ để tất cả các link của Shopee trong ngày hôm nay cho mọi người ở dưới để mọi người tham khảo. Nhưng mà cái quần này không phải là quần jean cho mọi người, đó là dạng quần leggings. Này, nó là dạng quần leggings cho mọi người. Anh thấy sao? Anh thấy ok mà, đây là một dạng quần legging nhưng mà form xõa. Còn áo này thì làm cái áo cột cũng khá dễ thương. Áo này em thấy dễ thương á. Ừ, of course. Đó, cái quần lửa mà. Cái quần này thì bạn nào thật sự là dáng phải rất rất là đẹp. Bụng, eo phải thon, mông phải to thì mặt nó mới đẹp. Tại vì nó rất là ôm, nó ôm y chang legging ở dưới luôn. Xong dưới đây nó sẽ xõa ra. Như vậy, đó mọi người, để cho mọi người xem thử. Đẹp à. Ok, rồi cho anh tiếng bộ thứ hai đi. Bộ thứ hai.
Rồi, bộ thứ hai. Bộ thứ hai thì Carol vẫn giữ lại cái quần như hồi nãy. Nhưng Carol có kiếm cho Tiên một chiếc áo, áo này gọi là áo gì? Áo crop top. Áo crop top. Nhưng mà nó hơi bị chật, nhưng mà người Tiên mặc hơi bị chật nắp chút. Đây size gì vậy? Anh coi thử thử. Size nhỏ nhất. Size S hả? Không, S hả? S. Chị nói mọi người nào mà mặc size S thì Tiên nghĩ là nên nâng lên một size, là size M đi. Tại vì cái áo này Tiên mặc nó bị chật ở đây nè, hơi khó di chuyển chút. Nhưng mà nói chung là cũng là một cái áo crop top rất là xinh. Này giá nhiêu ta? Như mấy chục ngàn không? Đúng không? Bữa anh nhớ là mua là mấy chục. Nhưng mà cái hồn nhớ nó dưới 100 ngàn. Tiên sẽ để tất cả cái giá ở đây luôn cho mọi người xem. Nhưng mà giá vải cũng khá là ổn. Nói chung là đối với giá mấy chục ngàn thì Tiên nghĩ đây là một cái giá ok đúng không? Thì nhớ cái với cái form này. Lúc đầu Tiên còn tưởng không có cái váy nằm hơn, cái váy mà Tiên nhìn như thấy đó, Tiên nghĩ là Tiên mặc sẽ rất là xấu. Không biết mọi người ơi, xấu à. Mày mặc nó hơn luôn nữa. Sao vậy? Thì chưa giặt mà. Không phải là chưa giặt đâu, anh nghĩ là cái vải bên trong nó không có được ấy lắm bây giờ nha. Rồi, bây giờ đến mẫu thứ ba. Chọn mẫu thứ ba cho em đi. Khao rất là thích Tiên mặc sweatpants luôn mà không hiểu sao sweatpants mà mặc với cái áo một tí. Không, cái sweatpants này đáng lại. Đúng rồi. Anh muốn anh thử lại cái này nữa. Thử thêm cái này nữa nha. Ok, rồi để phối cho 1, 2, 3. Wow. Mọi người. Mọi người. Bên này. Bên này với bên này. Má. Trời. Tấu hài thiệt luôn á mọi người. Cái quần này á, nó có một cái phong cách rất là đỉnh. Có nghĩa là một bên á thì nó không có rút, còn một bên thì nó có dây kéo rút. Nên kêu không có hiểu. Má. Tục quá mọi người. Má. Một bên. Một bên có dây mà một bên không có. Sao? What the fuck. Trời ơi, cái quần què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, biết chiều rồi. Vì anh muốn em mặc này, em muốn em mặc giống vậy luôn nha. Ờ, mai mốt bé đi chơi với My, bé mặc cái này đi. Đó. Hey, you bought me this. Đẹp mà. Tốn bà nó 100 mấy chục ngàn. Ngu rốt. Quần là bao nhiêu? 100 mấy luôn hả? 100 mấy. 100 mấy luôn hả? Ừ. Mọi người nhớ nha, nếu mà mọi người thấy cái quần này ở trên Shopee á, hỏi kỹ. Hỏi kỹ. Là có rút dây không? Nếu mà mọi người thích cái style giống như vậy á thì Kèo đồng ý. Đây là một bứt phá mới trong ngành thời trang. Không, em nghĩ là cái này nó khác bình thường á. Em nghĩ là anh cái style nó muốn vậy á chứ không phải là gì đâu. Style rất là độc đáo. Kèo thích. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với bộ thứ tư. Đây là cái đầm bà bán. Rất là đẹp. Trời ơi, sợ quá ghê quá à. Sao mua cái màu này có màu đen rồi mua? Không có. Có màu đen. Không, tại My thấy, Carol thấy là Tiên quá nhiều đồ đen rồi nên mình phải trộn màu vô, mọi người thấy không? Mọi người nhìn cái màu nè. Cái này là màu... quá là khó mặc luôn. Em có một cái duy nhất là một cái áo nâu. Sô-cô-la. Không, sô-cô-la sữa. Ừ. Người ta hay gọi nôm na là màu nâu. Chuyện vừa thôi. Ok, bây giờ sẽ vào thử cho mọi người. Thấy gì mọi người? Kêu nói không sai, mặc lên đẹp hẳn ra. Lúc cầm trên tay á thì nhìn xấu thiệt. Nhưng mà khi mặc lên á thì nói chung là kêu sẽ cho nó tầm 7.5/10. Thôi cao quá. Đẹp mà, nhìn cũng ok mà. Thôi, Tiên cầm 5-6 thôi. Ừ. Tại vì cái này, tại vì thứ nhất là Tiên không thích cái màu này. Có thể là tại vì Tiên không thích cái màu này. Thứ hai là... thì chắc do bé không thích cái màu đó. Thứ hai là màu đen thì nó sẽ đẹp. Nhưng mà màu đen thì nó quá đơn giản mọi người. Basic bitch. Nên phải lấy cái màu nào? Màu nâu cực. Nó sẽ làm gì đó không biết nữa, nhưng mà nó làm cho outfit của bạn đẹp hơn. Đẹp hơn không? Đẹp mà. Nhưng mà cái này tướng phải đẹp lắm. Đúng rồi, tướng này là phải đầy đặn thì mặt nó sẽ rất là đẹp. Đấy, đó, phải. Phải lầy, và phải lầy. Ao. Vừa thôi. Đó mọi người, cho mọi người xem thử full outfit như thế nào nha. Bộ thứ 5. À, bộ thứ 5 thì ở đây chúng ta có một vận động viên đánh tennis.
đúng là mặc đồ y hệt giống tennis luôn á mọi người. Thì cái áo này là áo của Kao mua ở trên Shopee mọi người, màu tím. Hả? Cũng được. Còn cái váy này là cái váy của Hunter này cũng có ở trên Shopee luôn. Thì sẽ để link ở dưới cho mọi người tham khảo nha. Đây là cái váy cũng khá là dễ thương, khá là bánh bèo một chút. Và nó anh thích cái áo này. Ừ. Thì Kao thích cái áo kiểu giống vậy, không biết nữa, kiểu nhìn nó đó, nó xinh. Cũng bi dịch mà. Không thì nó đúng em rồi nhiều, đó. Em nhiều áo giống vậy đó. Ừ thì đó, ý là cái hồi thấy nó basic nhưng mà nó vẫn nhìn rất là cá tính và ok mọi người, thì đây là bộ cuối cùng. Yeah, đây là cũng là một cái bộ đồ mà Kao đã chọn cho Tiên. Tiên có hỏi là Kao thích cái nào nhất của bộ sưu tập. Lần này thì Kao chọn cái áo xanh này. Yes, nhìn rất là đẹp, nhìn rất là bánh bèo. Yeah, rất là đẹp, nhìn rất là bánh bèo. Làm gì vậy? Cái mặt gì vậy? Kao thì Kao cũng rất là thích cái màu xanh. Xanh này không biết gọi là xanh gì, nó xanh đá. Thì cái màu xanh nó là xanh giống như mấy cái dòng màu dạch, dòng đá màu xanh đó mọi người. Đúng rồi, xưa em hay đeo đúng không? Đúng rồi. Cái mà xưa bà ngoại mình đúng như cẩm thạch đó. Ừ đúng rồi, mấy cái đó. Ừ đúng rồi, màu xanh đá đó. Xanh đá đó. Thì cái áo này nó cũng available on Shopee luôn rồi. Cho nên mình lên và xem. Wow, đẹp quá. Cái này anh sao? Đẹp mà. Đúng không mọi người? Anh sao cái chọc tiên ngoài vậy á mọi người? Nào cũng vậy hết á. Không ai chọc mày hết á. Anh làm vậy hết á. Ok mọi người, hết điều. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái Shopee haul. Quá là thú vị, quá là nhiều tiếng cười nguồn này. Tại vì đây là những cái món mà Tiên không nghĩ là Kao sẽ Tiên cũng có expect là Kao sẽ mua cho Tiên. Tại vì Kao rất là thích con gái mặc kiểu quần dài và khóc thó. Đúng rồi. Đó là cái thứ mà Kao thích nhất, nên cũng Tiên cũng expect là Kao sẽ mua, nhưng mà Tiên expect là Kao sẽ mua nhiều đầm hơn. Nhưng không phải như vậy. Kao cũng mua một cái đầm rồi mới đặt. Cái màu nó quá là khó mặc mọi luôn. Mọi người nên nhớ là lên Shopee mua đồ rất là khó. Và Kao chỉ muốn chọn những cái món nào mà Kao thấy như hợp lý nhất và nhìn đẹp nhất nữa. Nên cái đầu tốn rất là nhiều thời gian mà cái đầu vẫn không tìm được cái đầm hợp lý cho Tiên. Anh đừng nói, chọn rất nhiều đầm luôn. Ít cái đẹp. Cái đẹp gì? Rất nhiều. Hôm bữa là em chọn rất nhiều luôn, em không biết sao em vậy luôn á. Nhưng mà ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mong mọi người enjoy cái video này. Tiên sẽ để tất cả cái link Shopee ngày hôm nay mà Tiên mua ở dưới description box cho mọi người, để mọi người tham khảo nha. Và nhớ follow Tiên ở trên Instagram cũng như là Kao. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.